Rồi, chào mừng anh em đến cái video tiếp theo này của mình. Video hôm nay thì mình sẽ test một cái sản phẩm và mình review cho những anh em nào mà chưa biết về cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì nó cũng có rất là lâu rồi nha anh em. Nhưng mà có lẽ là nhiều anh em mới mua xe thì anh em chưa biết. Đó là cái ubi tam giác này anh em. Tam giác này của Dr. Bully nha anh em. Đó. Thì hiện tại thì ubi này thì xài chung cho được cái dòng AB, Bensis, SH Việt Nam, Vario, Clip 125, SH Mo rồi nha anh em. Đó thì anh em, một số anh em muốn độ xe mà không có muốn mà vớt nồi hay là như ví dụ như xe anh em đang đi ngon lành luôn, đang đi im, mà anh em muốn gia tốc lên cây đầu nó mạnh một chút nữa nhưng mà không muốn là thay bố hay là làm gì hết á, thì anh em có việc thay bộ quy này vào thôi thì đảm bảo cho anh em là cái gia tốc cây đầu nó sẽ mạnh lên. Thì bây giờ thì mình đang có một chiếc xe đây, nó anh khách đến để bảo dưỡng cái nồi nó, thì bây giờ thì mình sẽ xe này hiện tại đang là nồi zin nha anh em, nó hơi tối xíu để lát mình nó sáng lên. Đó, nó đang là nồi zin. Đó thì bây giờ mình sẽ mình nói với các bạn nghe thế này. Pin này bị mất tiền nên là khi mà khui hộp thử vào á thì mình các bạn không biết là cái nào im với mình á, thì mình nói rất đơn giản cho các bạn thôi. Ví dụ như cái xe của các bạn đang đi là bi zin của xe này là 15g rưỡi đi. Đó, xe Vario là zin 15g rưỡi. Mà các bạn bảo thấy nó ồn. Các bạn muốn nó lướt hơn á mà các bạn gắn bi 18 hay các bạn bảo nó hơi gì thì các bạn có thể gắn bi Dr. Bully là bi tam giác này nè. Các bạn có thể xài bộ bi là 15 vì bắt đốc tại Bully thì nó làm là 15 rưỡi hoặc 18 rưỡi, 17 rưỡi chứ nó không có làm số tròn nha anh em. Nên là anh em muốn nó bốc, ví dụ như anh em đang đi xem đang đi là 15g rưỡi mà nhiều bạn nói là lên bi nặng thì nó ì máy, nhưng mà em muốn giữ nguyên bi đó. Ok thì các bạn có thể là lấy bi 15g rưỡi này là tam giác, các bạn gắn vào thì nó đề ba mạnh hơn nhưng nó không ồn và nó không bi ì. Còn các bạn đang nào mà muốn nó im á, muốn tiếng máy nghe nó không có được, nó không có ồn, không có ào á thì ok thì các bạn có thể sử dụng bi 17.5 hoặc là 18.5. Đó thì các bạn dặn ga lên thì nó vừa lướt mà nó không có bị ì giống như là bi tròn nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ tháo xe này ra và mình cũng sẽ cho anh em xem cách thức hoạt động của cái bi này như thế nào và cách lắp như thế nào nha anh em. Rồi tháo cái nồi ra đi em. Rồi trong thời gian chờ đợi cái bạn mà bạn tháo cái nồi ra thì mình cũng chia sẻ với một số anh em ha. Cái bộ bi này á là về cái tuổi thọ của nó là nó sẽ bền hơn cái bi kia rất là nhiều, tại vì nó không có, nó là bi ăn bi trượt chứ nó không có là bi lăn tròn giống như bi kia, nên vì cái độ bền thì bi này thì mình đảm bảo cho anh em là bền gấp đôi so với bi zin đó, tùy theo cái điều kiện của anh em sử dụng nha. Có nhiều bạn xe vợ đi đó giờ đi 30.000 bi chưa hư, mà tới các bạn lấy các bạn chạy mới có mười mấy 20.000 cái bi hư á, là do cách dặn ga của mỗi người thôi đó. Còn cái bi này á thì nhiều bạn đã xài, nhiều bạn đã nói là nó rất là bền nó, về các bạn không cần phải lo về cái sự mà gọi là gào quá đó, tại vì nhiều bạn nói là đang đi bi 15g rưỡi em xuống bi 14 hay bi 12 gì đó, nó mạnh nó bốc nhưng mà nó gào quá đó, thì bi này thì sẽ giúp các bạn cải thiện cái tình trạng đó đó. Nồi này thì giờ để mình lắp xong cho anh khách, để khách test thử để xem là mình không có độ hết nha anh em. Xe này là hầu như là anh cách chỉ đi cái lọc gió Cayenne thôi đó, rồi chỉ làm kiểm mà nhiều thôi, chứ còn xe này chứ không phải là độ bôi xăng lửa đâu, không gắn cái bô Forest kìa, nó tè đây đó, mình đang mở ra nghe thì các bạn có thể là xe mình đang đi 15g rưỡi thì các bạn phải lấy đúng 15g rưỡi, các bạn gắn vào thì nó vẫn bốc hơn nhưng mà nó không có bị mà bị lì hoặc là không có bị gào. Còn các bạn mà muốn nó im đang đi 18 thì các bạn có thể xài như nãy mình đã nói rồi, 17 rưỡi hoặc 18 rưỡi đó, mà chỉ lệch nha 1g thì cũng không có quá nhiều đó. Rồi đây xe này đang là nồi zin anh em đó, bây giờ mình sẽ giữ nguyên hết, ui da nó nóng, trời ơi ui da nóng, rồi giữ nguyên nó đi đó, thì nồi cũng vẫn là nồi zin luôn đó, nồi này chưa có mở tua bẻ độ hết nha anh em đó. Bây giờ mình sẽ bỏ bi này ra, bi này đang xài zin của xe là bi 15g rưỡi nha anh em, nó là bi zin của Vario nha đó. Rồi bây giờ mình sẽ để nguyên tất cả vào đó, rồi mình sẽ đưa vào cho xe này bi 15g rưỡi nha, nó đúng, mình đưa đúng trọng lượng của xe luôn. Rồi em khui đi, còn bạn nào mạnh hơn nó có 14g rưỡi nữa, rồi nó có 15g rưỡi, 16g rưỡi, 17g rưỡi, nhưng mà thường này các bạn có thể là mình đang đi từ 15g rưỡi mình lên 17g rưỡi, chứ anh em lên 16g rưỡi nó chẳng xi nhê hết nha. Đó mình nói anh em để cho anh em hiểu rồi. Đó, còn bi thì đây mình sẽ cho các bạn xem cách lắp nha. Alo. Rồi bạn đi thẳng lên xíu nữa, đi thẳng lên chừng 3-4 căn nhà nữa, bên tay phải luôn có tiệm sửa xe, mình đang tiệm sửa xe Khang nè. Rồi đó bây giờ bi nè anh em. Đây bi. Rồi xin
mình sẽ để có để một cái clip mô phỏng ở dưới phần bình luận, anh em nào muốn biết mà nhìn rõ hơn cách thức hoạt động mà khi pin nó chạy như thế nào nha, thì các bạn có thể kéo xuống phần bình luận, mình sẽ để cái phần link clip ở dưới nha. Còn cách lắp á, thì nó vẫn có là một cái chiều mặt sắt và một chiều mặt không sắt này. Cái chiều mặt bích này thì anh em sẽ để ý theo cái hướng ngược chiều kim đồng hồ anh em, nó quay về đây nè. Còn cái phần bi này thì nó chia theo hai phần, một phần là góc cạnh, đây là góc, một phần này là phần góc cạnh nè, còn cái phần này là cái phần láng nè. Đó anh em thấy không, bây giờ mình lắp thì mình sẽ đưa cái phần lưng láng nè, mình dựa vào đây đó, thì nó sẽ ra như thế này anh em thấy không nè. Đó cái phần lưng láng nè, anh em dựa vào đây đó, rồi ok, 6 viên bi này nè, lắp sắp giáp vòng rồi, ok, dập vô. Cái bộ kẹp nó của nó thì cũng bền lắm anh em, nhưng mà hiện tại đang hết hàng nên mình chưa lấy về. Bộ kẹp của nó cũng khá là mắc á, giá nó giá bán lẻ nó gần 200.000 một bộ kẹp á, mà nó bền hơn, nó bền hơn bộ zin nhiều lắm, nhưng hiện tại mình chưa có, mình xài cái bi thôi. Rồi mình gắn vào nha, đó rồi ok, lắp lại đi. Lắp vào giờ anh chủ xe ra test thử một vòng nha, xem là sau khi lắp và trước khi lắp thì thấy nó cải thiện như thế nào. Đó là cách dễ dàng nhất đó, các bạn có thể là hạ bi 14.5, 13.5 gì đó, nhưng mà như đó mình phi tốt nhất đó là các bạn đang xe đang ở trọng lượng nào thì mình đưa vào trọng lượng đó thôi. Đó nghĩa là mình không thay đổi trọng lượng, nhưng mà mình chỉ tăng cái góc, thay đổi cái góc chạy của cái bi thôi. Còn nhiều bạn sẽ hỏi là em đang đi nồi bẻ độ có thể lắp được hay không, thì lắp được hết nghe các bạn. Giờ bi này xài chung cho AB 125, 150 rồi Viro, Clip, Thacmo, Leader 125. Đó, nó thắt Việt Nam 150 của mình luôn. Còn bi 110 thì nó nhỏ hơn nha. Đó. Rồi ok, em bắn vào đi. Các bạn muốn xem cách thức hoạt động của cái việc giữa bi này và bi tròn như thế nào thì các bạn nhớ kéo xuống phần bình luận dưới nha, mình sẽ để cái link ở dưới nha. Và cái nào nó cũng có ưu điểm và nhược điểm, cái này thì cái ưu điểm nó nhiều hơn, cái nhược điểm nó rất là nhỏ thôi, nghĩa là nó nhiều bạn nói là con lăn thì nó không bằng kia hay gì đó, nó là cái cảm nhận của mỗi người, nhưng mà đa số anh em chơi bi này thì anh em đều khen. Bây giờ nè, xe này chưa có mở tua nha, nhưng mà bây giờ sau khi mình lắp đi xong anh em rồi chưa có bẻ độ luôn á, nhưng mà mình gắn vào anh em chặn thì anh em thấy nó sẽ đẩy cho cái em lên ra đi. Rồi em lắp vào đi. Đó anh em thấy không, nó hỗ trợ cho mình cái việc mà đẩy cái gì gọi lên gần tới miếng nóc luôn. Đó. Từ từ để xíu anh quay clip cái chờ 5 phút chết đâu. Rồi lắp vào bắt hết cái lần ghi cái lốc này, chú xe phải bắt hết điều bắt đó nha, chú bắt hai con như ốc kia làm được đâu á. Trời môn gì mà xe muốn độ trời lốc thiêu thiêu quá. Vài bữa sung cái là giờ anh ơi làm luôn cái nồi sau cái nữa, cái là phải gỡ này dục ra luôn, gắn cái nồi gì vô chứ kéo mấy bữa là bay luôn cái lốc này luôn á. Ở dưới nó còn như ý nó là làm này chạy cái nó về bữa cái nó quen rồi cái lại muốn nữa chứ phải làm cái nồi sau nữa hay bẻ gì nữa, cái là lúc đó là phải dục luôn cái nó thì ra gắn nồi zin vô chứ. Rồi đợi nó ra test xe cho thử dần giùm mấy, rồi về cho phát sinh cái tiếng là xe sau khi lắp thì trước khi lắp như thế nào ấy. Rồi ok, thử xe lắp đi vòng em xuống xe. Đây biển Tân Bình nha anh em. Đây chiếc xe Tân Bình. Hút rồi đây nè. Rồi sao rồi, giờ chạy vòng thấy cái bi này với bi kia làm sao? Này em hơn. Lên lẹ hơn không? Lên lẹ hơn. Mà dặn cái đạn ổn định, không có bị hụt. Đúng không? Ngon đúng không?
đó đấy là mới nồi thôi nghe, còn muốn sau này mà chạy quen quen vài bữa thằng ơi giờ tôi muốn lên luôn cái nồi sau nữa là xác định là phải xách cái lốc diêm theo nha. Rồi đó anh em nó chơi ở đây đó thì cái phần bi tròn á thì nó sẽ lăn không nhanh bằng nó sẽ lăn từ từ, nhưng mà còn bi tam giác thì nó trượt nhanh hơn, nó trượt nhanh hơn đó, nên là về chứ tam giác nó không quay tròn như này, nên là cái độ mòn mài mòn thì nó sẽ ít hơn so với bi này đó. Rồi lắp gì hết em xong rồi đó. Đây đây đó anh em thấy chưa, đây là anh em nào có còn thắc mắc về vấn đề bộ bi của đốc là Bully này, Bully hiện thương hiệu này thì hiện tại là hàng của Đài Loan anh em, đây mấy anh tại Taiwan đó, hàng của Đài Loan, nhưng mà tuổi thọ bộ bi này thì rất là cao, giá của bộ bi này cũng hơi cao anh em, giá hiện tại bên mình bán là 450 một bộ nha đó. Rồi video ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây nha, rồi hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.